Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt clip hướng dẫn đan móc, hướng dẫn móc cơ bản của mình. Vì trên kênh của mình là đăng rất nhiều clip hướng dẫn làm túi, nhưng mà đều là dành cho những bạn mà đã có biết được móc cơ bản và tiếp xúc với đan móc từ lâu. Một số bạn thì khi xem kênh của mình thì mới biết đến cái môn nghệ thuật móc này, và các bạn nhắn tin cho mình trên Facebook, trên Zalo hỏi là các bạn muốn học móc như thế này thì nên làm như thế nào, cần chuẩn bị những nguyên liệu gì, những dụng cụ gì để có thể bắt đầu học móc. Vì có nhiều bạn hỏi như vậy cho nên mình đã quyết định làm một loạt clip hướng dẫn đan móc cơ bản cho các bạn. Ở clip đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn, cũng không phải là hướng dẫn đâu các bạn, mình giới thiệu thôi. Mình giới thiệu một số loại sợi dùng trong móc túi. Vì kênh của mình chuyên về móc túi cho nên mình giới thiệu về mình các loại sợi móc túi thôi nhé. Về cơ bản á, thì mình thấy cái sợi nào cũng móc túi được hết. Mấy cái sợi móc váy, móc áo thì đương nhiên là nó chuyên móc váy, móc áo rồi. Nhưng mà khi mà các bạn lên túi á, thì nó cũng có một loại gọi là vẻ đẹp riêng. Nhưng đặc điểm của túi á, thì nó cần đứng dáng, cần cứng cáp. Trừ một số loại túi không cần dáng, có nghĩa các bạn móc rũ mềm như vậy thì không không cần quan tâm thì sợi nào cũng được, nhưng mà có những loại túi là cần form. Thì những loại sợi mà mình để ở trên hình như thế này là những loại sợi cơ bản của móc túi. Đây là chỉ là những loại sợi hiện có trên thị trường Việt Nam và được sản xuất chủ yếu ở Việt Nam hoặc là Trung Quốc. Mình thấy phần lớn là hàng Trung Quốc thôi. Ở trong này thì chỉ có một loại sợi sản xuất ở Việt Nam, đó là sợi dệt này. Cho nên mình sẽ nói về nó đầu tiên nhé. Đây, sợi dệt này do một chị, mình không biết tên chị là gì, nhưng mà mình đoán tên chị là Chi. Đây, sản xuất tại Việt Nam, sợi xe tròn 2 mm. Kích cỡ sợi này là 2 mm. Để biết được kích cỡ sợi á, thì các bạn là đo trên kim móc như thế này thôi. À, đo trên cái thước dây. Đây, các bạn sẽ thấy nó 2 mm như thế này. Đó, sợi dệt này rất là bền màu các bạn, hầu như là nó không phai màu luôn, cho nên là bạn nào mà thích cái độ bền màu không dùng được lâu á thì nên sử dụng sợi dệt này. Ngoài ra thì mình thấy nó có một điều mình không thích, đó là nó sợi nó hơi nặng. Hầu hết những cái loại sợi mà xe tròn như thế này, tương tự như sợi này, nó cũng xe tròn này các bạn, thì nó khá là nặng. Nhưng mà đối với dân móc móc túi thì nó bền màu là được rồi, đúng không? Loại sợi dệt này thì có 3 loại, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có 2 loại thôi. Đầu tiên là sợi loang như thế này. Tiếp theo là sợi dệt kim tuyến. Đây, không biết các bạn có thấy nó ánh, đây ánh lên kim tuyến như thế này. Mình hy vọng là các bạn có thể thấy được. Và một loại nữa là dệt trơn, có nghĩa là không loang, không kim tuyến gì hết. Giá thành trung bình của loại sợi này hiện nay trên thị trường là khoảng 28.000 một cuộn đối với sợi dệt kim tuyến và dệt trơn. Còn đối với cái dệt loang này thì khoảng 30.000. Tất nhiên có nhiều chỗ là bán rẻ hơn, tùy vào số lượng các bạn mua nhiều thì được rẻ hơn. Đây là mức giá trung bình sau khi mình tham khảo một loạt các cơ sở bán. Màu sắc rất là đa dạng nha các bạn, màu rất là đẹp, mình phải công nhận nó rất là đẹp. Và khi cái sợi của nó không có bị bóng như sợi sợi thô. Đây, sợi thô là đôi nhiều màu là nó bị bóng, hoặc là như sợi dù nó bóng lên. Còn sợi dệt là nó màu mình thích ở nó là nó đầm màu, nghĩa là nhìn không bóng bẩy. Bạn nào mà thích sự mộc mạc á thì có thể chọn sợi dệt.
Ngoài ra còn một dòng sợi dệt nữa. Đây, cái này cũng là sợi dệt xoay tròn kích thước 2 mm. Sợi dệt này thì có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và sợi dệt này thì lên túi nó cũng khá là nặng. Từ khi mà có sợi dệt hàng Việt Nam này á thì ít bạn sử dụng sợi dệt Trung Quốc này lắm. Tuy nhiên nó có một số màu cũng rất là đẹp. À, ngoài ra cái sợi dệt Trung Quốc này, cái hàng xe tròn đó các bạn, nếu mà bạn nào mà mới học móc ấy, mà sử dụng cái sợi này á thì sẽ thấy là nó móc khá là rít tay, khá là đau. Nhiều bạn không thích sợi dệt này là vì như vậy. Ngoài ra còn một loại sợi dệt nữa, nhưng mà hiện nay mình không dùng cái sợi dệt đấy nữa, nó chỉ còn sót lại một ít như thế này thôi. Đây, cái sợi dệt đó là sợi cũng hàng Trung Quốc luôn, nhưng mà nó dệt như thế này các bạn thấy không? Đó. Cái sợi nó to hơn mấy cái sợi dệt này nhiều lắm. Nhưng mà khi mà các bạn móc lên á thì cái khi mình móc á, mình kéo là cái sợi nó sẽ bị co lại. Thì do nó bị dệt ra nên khi nó co lại thì thực ra cảm nhận của cá nhân mình là nó cũng co lại bằng sợi 2 mm thôi. Và sợi dệt dệt này thì có một đặc điểm là nó mềm và nhẹ. Mình không thích sợi dệt này lắm bởi vì nó mềm quá. À, khi đang móc túi mà không sử dụng phụ kiện như canvas kèm theo thì nó sẽ rất là mềm, nó rũ xuống. Đây, mình móc cái tấm từ sợi dệt này, mình khi các bạn sờ vào cảm thấy nó rất là mềm. Rồi, xong phần sợi dệt nhé các bạn. Tiếp theo là đến sợi thô. Đây, sợi thô là sợi như thế này. Kích thước của nó cũng là 2 mm. Và nó không xe tròn các bạn. Bạn nhìn đây, đây. Nó xe dạng như dây thừng á. Đó. Nhưng mà nó xe thế này, nhưng mà khi các bạn móc á nó lại không bị sổ ra như sợi dệt. Sợi dệt đây, sợi dệt ở cuối cuối cái chân á, các bạn phải dùng quẹt để đốt cái này đi, nếu không khi mà các bạn móc á thì nó sẽ bị sổ ra như thế này. Đó, các bạn thấy không? Khi mình kéo là cái sợi nó dễ bị sổ ra. Đó. Đó. Đây cũng coi như là một nhược điểm của sợi dệt, nhưng mà nhược điểm này không quan trọng các bạn. Các bạn chỉ cần lấy cái quẹt đốt cái để cố định là xong. Còn sợi thô nó không bị như vậy các bạn. Sợi thô các bạn có kéo thế nào cũng không sao hết. Sợi thô thì cũng có 3 loại như sợi dệt, nhưng mà mình cũng chỉ có 2 loại thôi. Đó là sợi thô, thô nhũ và thô trơn. Nhưng mà hiện nay á thì thô nhũ người ta ít sản xuất lại, mình cũng không biết vì sao nữa. Chủ yếu là thô trơn. Sợi thô này thì có một đặc điểm mình rất là thích, đó là sợi cực kỳ nhẹ. Có nghĩa là một cuộn sợi cùng một trọng lượng với 2 loại sợi này. Nhưng mà khi mình sử dụng á là cái độ nó nhẹ cho nên là cái sợi nó được dài, cho nên cái số lượng sợi mà các bạn cần sử dụng cho một mẫu túi là nó ít hơn các loại sợi khác, cũng coi như là một loại tiết kiệm hơn. Sợi thô này thì màu sắc cũng phong phú, nhưng mà thường thì có một nhược điểm đó là dễ bay màu các bạn ạ. Nói là dễ bay màu chứ thực ra cũng khoảng 2-3 tháng thì nó mới bị bay màu các bạn. Mà thường sản phẩm mà móc như túi á thì 2-3 tháng là các bạn đã có thể móc thêm được một mẫu túi mới rồi. Như mình khi mà sử dụng một cái túi thì khoảng tầm 2-3 tháng thôi là mình bỏ cái túi đấy đi, mình quay ra móc một cái túi mới. Đó. Ưu điểm thì nhẹ, cực kỳ nhẹ rồi. Ngoài ra nó còn có một gọi là nhược điểm dành cho những bạn mới học móc là sợi này móc cũng rất là đau tay. Ngày xưa khi mình mới móc sợi thô, mình hoàn toàn gọi là muốn bỏ cuộc luôn. Khi móc sợi thô á, vì chúng ta phải kéo sợi qua cái tay này này, tay mình hoàn toàn bị hằn một đường luôn. Nhưng mà bây giờ móc đã quen rồi thì thấy sợi thô rất là nhẹ.
không đau tay bằng sợi dệt này đâu các bạn. Sợi dệt này hiện giờ mình móc mà còn đau tay. Còn sợi thô này thì đã hoàn toàn bình thường. Cho nên nếu bạn nào mới học móc á, khi móc cái sợi thô này mà thấy đau tay thì đừng có nản. Các bạn cứ móc từ từ rồi quen với lại. Do các bạn mới móc là thường cái cơ tay của các bạn nó đang cứng á, các bạn không thả lỏng được. Khi thả lỏng là các bạn sẽ sợ là cái sợi nó không đi được, không kéo được, không móc được. Cho nên các bạn căng lên thì thường là cái tay nó dễ bị hàn hơn. Cho nên hy vọng là các bạn khi đã đến với môn nghệ thuật móc này thì các bạn cố gắng kiên nhẫn, đừng nản vì sợi quá cứng ạ. Đó, sợi thô này trên thị trường hiện nay á thì có giá trung bình là khoảng 20.000 đến 23.000. 20.000 thì thường mình thấy là bán trong các dịp sale khuyến mãi thì nó sẽ xuống được 20.000. Nếu mà các bạn mua số lượng lớn nhiều khi nó còn xuống được 18.000 luôn. Còn giá trung bình là khoảng 22.000. Đó. Và sợi này như mình nói nó nhẹ cho nên nó rất là lợi cái sợi. Nên số tiền các bạn bỏ ra thì nó cũng tiết kiệm hơn các loại sợi khác. Rồi, sợi thô thì mình có một vài nhận xét như vậy thôi. Tiếp theo mình nói đến sợi dù. Đây, sợi dù này có hai loại như các bạn thấy, dù 1 mm và dù 2 mm. Sợi dù này nó cũng thuộc dạng xe tròn y như sợi dệt này á. Đây các bạn thấy nó đan móc vào nhau rất là chắc chắn, và khi các bạn kéo nó cũng không bị sơ sợi, không bị dễ sơ sợi như cái sợi dệt khi nãy mình kéo, nó rất là nhanh. Nói chung là sợi nó bị đi rất là nhanh nếu các bạn móc vào cái gì đấy. Rồi sợi dù này thì có một đặc điểm mình cũng khá thích, đó là nó bền màu, cực kỳ bền màu các bạn ạ. Hầu như mình thấy nó không phai màu luôn. Cho nên nếu bạn nào mà muốn móc một cái túi dùng một vài năm á thì nên chọn sợi dù. Sợi dệt cũng được nha các bạn. Nhưng mà nó có một nhược điểm khiến mình cũng không thích. Đó là nó rất là nặng. Cảm nhận của cá nhân mình là lên túi cực kỳ nặng. Đó. Và sợi dù này giá cả hiện nay thì nó dao động khoảng từ 25.000 đến 30.000 một cuộn. Dù thì cũng có hai loại luôn. Đó là dù trơn như thế này và một loại loang như cái loại kim tuyến bên này. Nhưng mà mình thì chỉ có loại dù trơn này, chia sợi 2 mm, 1 mm. Rồi. Dù thì mình chỉ có từng đấy nhận xét thôi. Ngoài ra các bạn còn có sợi đây. Cái này là sợi cói các bạn. Cói giấy. Sợi này móc những cái mũ đi biển, túi đi biển, dành những thứ mà gọi là các bạn muốn mộc mạc, cực kỳ đơn giản, cực kỳ không có dùng thêm các phụ kiện để nẹp hay tạo form túi, dáng túi gì hết á. Thì các bạn dùng sợi cói này. Sợi cói này thì ngày trước nó có cái loại sợi nhưng mà không chống nước. Gần đây thì mình nghe nói là đã có sợi chống nước rồi. Nhưng mà thực ra mình rất ít sử dụng sợi cói này. Cho nên mình cũng không biết thực tế nó có chống nước hay không nữa. Đó, cho nên mình cũng không có nhiều nhận xét về cái loại sợi này. Khi nào mà mình sử dụng rồi á. Đúng, mình móc túi cũng lâu rồi nhưng mà đúng là sợi cói mình không hề đụng đến luôn. Khi nào mình sử dụng rồi thì mình sẽ cho nhận xét các bạn sau nhé. Đó, đó là một số nhận xét của mình về các loại sợi sau một quá trình sử dụng. Sợi mà loại sợi mà mình sử dụng nhiều nhất hiện nay á là vẫn là sợi thô đây. Bởi vì nhẹ. Nhẹ móc túi không tốn kém. Đó. Còn tùy các bạn. Các bạn mới học đan móc thì có thể lựa chọn loại sợi cho mình. Ngoài ra khi mà các bạn mới học đan móc thì các bạn cần chuẩn bị một cái kim nữa đúng không? Kim thì
Kim thì có nhiều, hiện nay trên thị trường có nhiều loại lắm các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn á là nên đầu tư một cây kim xịn có thương hiệu. Ở đây mình sử dụng kim tulip và kim clover. Đây, kim của Nhật. Móc rất là sướng tay, đi dễ dàng. Ngoài ra mình còn biết đến là có một loại kim có một loại kim của Nhật nữa nhưng nhất thời mình quên mất tên rồi các bạn. Hama Hama gì đó. Xin lỗi các bạn nhé, vì mình không sử dụng cho nên mình không có để ý nữa. Đây là những dòng kim xịn. Ngoài ra có một cây kim mà người ta gọi là dân tán móc tụi mình á hay gọi là cây kim thần thánh. Cây kim này giá thì chỉ có 10 ngàn thôi. Nếu các bạn không có nhu cầu mua những cây kim xịn hoặc là không đủ điều kiện kinh tế để mua những cây kim xịn, bởi vì những cây kim xịn này giá đều trên 150 hết. Đó, tùy nơi, có nơi khi nó sale thì nó còn khoảng 130, 131 gì đó, 160. Nhưng mà giá bình thường thì rất là mắc. Và các bạn mới học đan móc thì nhiều khi tâm lý là không biết mình học có thành hay không. Khi mà đầu tư mua một cái kim xịn như vậy thì đúng là rất là tiếc tiền. Cho nên các bạn hãy đến với cái kim thần thánh này. Đây, loại kim móc mình nói là kim hai đầu như thế này. Giá của nó thì khoảng 10 ngàn thôi các bạn. Cực kỳ rẻ, cực kỳ bền. Kim hai đầu này á, thường hai đầu của nó sẽ có số. Ở đây là một đầu là một, một đầu là số 2. Có loại kim thì một đầu là 1, một đầu là 1.9. Có kim thì một đầu là 3, một đầu là 4. Cho nên thường chúng ta sẽ khó mà biết được cái kim đó là kích thước chính xác của nó là bao nhiêu mili. Cho nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo kim nhé. Khi các bạn đo kim này á thì các bạn không đo cái phần đầu mũ này đâu, mà các bạn đo cái đoạn đây, cái đoạn này này các bạn, phần giữa này thì chính là cái số kim của nó. Bây giờ mình sẽ thử đo cái kim chuẩn, là kim Nhật Bản đã có số đo chính xác. Đây, ví dụ như cây kim này là 2.5 mm thì các bạn sẽ đo cái khoảng này. Đây, các bạn sẽ thấy đó, nó chính xác là 2.5 mm. Đây, mình zoom gần cho các bạn thấy. Đây các bạn. Như cái kim này là 1.75 mm, các bạn đo ở đây. Cũng tương tự như vậy, cái kim thường hàng Trung Quốc này khi muốn biết nó kích thước chính xác bao nhiêu mili, các bạn đo như vậy cho mình. Đây. Như cái kim này là 2.75 mm này các bạn. Không, kim này là 3 mm rồi các bạn. Đây. Mình đo thế này là 3 mm. Ý gì như mình nhìn nhầm. Không, không phải 3 các bạn, khoảng 2.5 mm thôi. 2 đến 2.5 mm. Còn cái đầu này, đây. Cái này là khoảng 1.75 mm. Vì cái này nó không có số đo cho nên chúng ta chỉ đo khoảng phiến diện như vậy thôi. Khi các bạn nhìn cái đầu kim này, với cái đầu kim này, đầu kim góc 1.75 mm đây, thì các bạn thấy nhỏ hơn. Cho nên có khả năng cái này chỉ có 1.5 mm thôi. Đây. Cái này vẫn nhỏ hơn này các bạn. Thực ra số sai kim này không nhất thiết phải chính xác đâu các bạn. Bởi vì một cỡ sợi thì có thể dùng mà nhiều size kim khác nhau. Đây, như hai cái size kim này. Đây là 2.5 mm thì cái này to hơn có khoảng 1 cc. Các bạn cũng có thể coi nó là 2.5 mm cũng được. Đấy, đó là cách mình đo size kim. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về
cái cách mình sử dụng kim móc đối với các loại sợi. Khi các bạn móc kim với các loại sợi á, thì các bạn chỉ cần móc làm sao cho cái tấm móc nó không chặt quá và nó không hở quá thì là cái kim đó là đúng size. Thường thì sợi cỡ nào thì các bạn nên dùng size kim cỡ đấy là cơ bản nhất. Sợi 2 mm thì dùng size kim 2 mm, nhưng mà các bạn có thể dùng khác là lớn hơn, ví dụ như cái kim 2.5 mm này mình có thể móc sợi 2 mm được, nhưng mà cái kim 1.75 thì tuyệt đối không nên móc sợi 2 mm nhé các bạn, bởi vì cái tấm móc lên khi các bạn móc sẽ nó sẽ rất là chặt tay, cảm giác là nó rất là khó móc. Có nghĩa là số mili trên kim á, thì bằng với số mili của sợi là thấp nhất và có thể tăng lên, nhưng mà các bạn không nên tăng quá nhiều. Tăng quá nhiều thì cái tấm móc nó sẽ bị hở, nó không không chắc. Đây, mình ví dụ một cái là mình móc sợi 2 mm này, sợi dù 2 mm. Và ở đây mình sử dụng kim 2.5 mm. Đây. Thì khi lên tấm móc, cái này nó vẫn có độ hở. Các bạn thấy không? Lỗ 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 lỗ. Có nghĩa là nếu mà nói ra đó thì là nó hơi không đạt chuẩn lắm. Vì vậy các bạn sử dụng kim khoảng 2 đến 2.25 mm là được. Nhưng mà khi mình móc quen tay rồi, mình thấy kim 2.5 mm đối với móc sợi 2 mm này khá là thuận tiện. Đó, thì mình sử dụng luôn. Còn đối với kim hai đầu á, thì các bạn chỉ cần mua đầu 2.0 hoặc đầu 1.9 là các bạn đã có thể móc được sợi 2 mm rồi. Và đầu còn lại là đầu nhỏ hơn tương ứng thì các bạn dùng để móc sợi 1 mm. Cái kim hai đầu này rất là tiện ở chỗ đấy. Ngoài ra ở đây khi nãy mình quên nói thêm một loại sợi này nữa, đó là sợi vải. Đây, sợi vải này đặc điểm của nó là cỡ sợi rất là lớn, và kim vì vậy kim sử dụng cho nó cũng là kim loại lớn luôn. Đây, các bạn có thể sử dụng kim 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. Đó, sở dĩ tất cả các loại kim này đều sử dụng được bởi vì như mình nói là tùy tay móc nữa. Tùy tay móc thì khi các bạn sử dụng kim khác nhau thì cái tấm móc đó nó có thể lỏng hoặc là chặt tùy người. Có người sử dụng kim 10 mm mà tấm móc ra rất là chặt, sợi nó cái mũi móc nó không bị hở, nhưng mà có người sử dụng kim 8 mm thì mới đảm bảo được mũi móc không bị hở. Đó. Cho nên các bạn khi sử dụng sợi vải thì có thể mua từ 7 đến 10 mm. Đặc điểm của cái sợi vải này có một nhược điểm là nó nặng, cực kỳ nặng, nó là nặng nhất trong tất cả các loại sợi luôn các bạn. Nhưng mà có một số mẫu túi nó ứng dụng cái sợi vải này thì khá là đẹp. Nếu mà các bạn thích thì có thể lên mạng gõ các mẫu túi sợi vải, nó sẽ hiện ra cho các bạn. Rồi, để mà đan móc thành công á thì các bạn còn cần một số dụng cụ như sau. Đầu tiên là kim khâu các bạn. Đây. Bộ kim khâu này á thì cá nhân mình thấy là các bạn có thể sử dụng được các loại kim thẳng này thôi. Còn kim tròn này có một vài bạn bảo là sử dụng trong cái móc khung, khâu khi khâu khung, nhưng mà thực ra mình thấy khi các bạn khâu túi khung á thì các bạn có thể sử dụng kim nhỏ hơn này, nhỏ mà ngắn. Có một số loại kim lẻ. Đây mình lấy cho các bạn coi. Đây là kim bộ thì chúng ta không nói rồi nha. Nhưng mà có một số loại kim lẻ đây, các bạn thấy này. Nó ngắn bằng cái này. Nhưng mà cái đầu này nó rất là to. Các bạn có thể xỏ bất cứ loại sợi nào 2 mm, 3 mm đều được. Đó. Thì các bạn vẫn sử dụng được cho túi khung. Đây kim khâu rồi. Những thứ như kéo này thì là điều tất nhiên rồi. Kéo, kim chỉ. Ngoài ra các bạn còn cần dùng kìm. Đây các bạn. Kìm nha.
Kìm. À, và còn một cái nữa. Đó là cái kìm này là gọi là kìm mở xích. Đây các bạn. Kìm này chuyên dùng để mở xích. À, thực ra các bạn nếu mà làm đơn lẻ thì không cần mua kìm này cũng được. À, vì thường là bán hàng ở các shop nó đã có sẵn, nó mở mở xích sẵn và lắp vào càng cua sẵn cho các bạn rồi. Các bạn không cần mua kìm này. Nhưng mà nếu có thì tốt các bạn, vì nhiều khi các bạn muốn cho cái sợi xích nó ngắn lại á, thì có cái kìm này rất là tiện. Ngoài ra một thứ cực kỳ quan trọng khi các bạn học đan móc nữa, đó là tấm canvas dành cho những mẫu túi để đứng dáng. Đó chính là canvas các bạn. Canvas thì có hai loại cơ bản, đó là một loại tròn và loại vuông. Loại vuông thì cũng chia làm hai loại, một loại vuông lỗ tròn, các bạn thấy đây, và một loại vuông lỗ vuông. Ưu điểm của loại vuông lỗ tròn này là nó rất là cứng, cứng hơn rất nhiều so với loại lỗ vuông này, cho nên mình thường sử dụng cái loại lỗ tròn này. Còn lỗ vuông này thì có một ưu điểm của nó, mình chỉ thấy là nó cái lỗ nó vuông nên có cảm giác nó to hơn cái lỗ tròn thôi. Mình không thích cái loại lỗ vuông này lắm. À, tấm canvas lỗ tròn lỗ vuông này, nói chung là canvas hình chữ nhật thì nó có kích thước khoảng 30 x 50 cm, một tấm rất là lớn. Loại tròn này có hai loại. Một loại kích thước như mình để trên clip là khoảng 14 cm, và một loại khác là khoảng 24 cm. Đó. Như vậy mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn một số nguyên liệu và dụng cụ cần thiết để theo đuổi đam mê móc. Hy vọng là qua clip này các bạn có thể lựa chọn được những nguyên liệu dụng cụ phù hợp với bản thân để bắt đầu học móc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bước cơ bản đầu tiên để học móc.